Nên mình lại qua mình chuyển mình cắt hàng dầu anh em. Đọt anh em. Bữa nay đổi xe cẩu vàng anh em. Hôm qua đổi làm xe cẩu kia. Giờ đổi chiếc xe cẩu vàng. Quá đẹp, cái tàn xuống nhìn quá tuyệt vời luôn anh em. Khán giả coi rất là đông đó. Khán giả ngồi dưới kia hơi bị nhiều, coi ai cũng thích đứng coi hết. Tại vì hiếm khi, hiếm khi gặp làm cá tô giống vậy lắm anh em. Thạch Long Ninh nha anh em, chiên cây khủng cây khó nha anh em. Ai khủng khó gì cái điện Thạch Long Ninh. Cơ mặt bằng rang rồi anh em thấy không, bằng như tờ giấy luôn nè, đó láng như tờ giấy luôn anh em thấy không. Quá đẹp. Cây cối anh em xem mà. Mình còn cưa ở đây rất là nhiều nha anh em nha. Đây. Quanh kia. Rồi quanh kia. Rồi quanh kia. Rồi hàng dầu này thẳng lên rồi me tay. Ôi giời ơi, xài cừ dầu sao me tay gì ở đây mình nói thiệt, cái cây hơi bị khủng bố luôn. Đó, cừa ở đây mốt người ta kêu tỉa và câu vua ở dừa ở đây là mình nhận mình làm hết. Cây ở đây không nhận khủng khiếp thiệt chứ. Đồ nghề của mình là anh em. Đó, anh em có cần tư vấn gì mà mua đồ thì liên hệ mình nha. Đồ rất là an toàn, thu ra thu vô khóa an toàn rất là nhanh nè. Bóp cái này ra, kéo cái này là vô. Đó, bóp cái này ra cái là kéo cái này vô. Rồi stop nè anh em. Rồi chào tất cả anh em nha.